Đây, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau demo cái bài thực hành vẽ cái logo Phương Nam này. Đầu tiên thì chúng ta vẫn như quy trình đã từng nói, đó là chọn cái đối tượng mẫu, sau đó thì chúng ta chuột phải vào và chúng ta lock object khóa cổ nó lại. Sau đó thì chúng ta mới dựa trên cái hình mẫu này để chúng ta triển khai công việc. Thế thì nhìn trên tổng thể, chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy rằng là những cái này nó đều dựa trên cái yếu tố là đồng tâm tròn cả. Đấy, dù hình thái của nó thì có thể khác nhau đôi chút, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ dựa trên một cái yếu tố là đồng tâm. Thế bây giờ ví dụ như là chúng ta sẽ thấy cái này là chính là cái tâm, thì chúng ta sẽ giữ control, chúng ta vẽ ra cái hình để chúng ta lấy cái tâm đã. Sau khi vẽ được cái tâm rồi, chúng ta mới tính toán là phát triển từ cái này ra. Ví dụ đây là cái tâm, sau đó thì chúng ta sẽ shift lần lượt là chúng ta triển khai nó ra, chuột phải một cái, chuột phải hai cái, chuột phải ba cái. Đến đây chúng ta sẽ nhận thấy là một loạt các cái đường đồng tâm dẫn hướng cho cái hình này. Thế thì việc tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn cái hình lớn nhất này, hình lớn nhì này, hai cái này chúng ta sẽ combine với nhau để chúng ta tạo thành một cái hình vành khăn. Đây, đây là cái hình mà chúng ta cần. Đây sẽ là cái nền tảng để chúng ta triển khai cái bánh răng. Bánh răng thì nếu như là một cái bánh răng đầy đủ thì theo các bạn cái này nó là bao nhiêu răng ạ? 20 răng. Mấy? 12 răng. Bao nhiêu răng? 12 răng. 12 thôi, nó như là cái số trên đồng hồ thôi. Thế thì 12 là bao nhiêu độ một đấy? 30. Ok, 30 độ. Nào, bây giờ chúng ta sẽ vẽ ra một cái bánh răng. Một cái bánh răng này. Chúng ta sẽ gióng hàng với cái hình này. C, đúng không? Bây giờ tôi sẽ thu lại cho nó đều vào đến cái chân này. Sau đó thì công cụ Q để biến đổi cái hình chữ nhật này ra thành giống hình chữ nhật thôi. Đó. M10 này. Chọn hai cái điểm ở trên này. Sau đó thì chúng ta sẽ chọn lệnh stretch our scale node, chúng ta giữ shift, chúng ta kéo đều vào. Đến đây tôi định vị được một cái bánh răng rồi, và tiếp theo thì chúng ta sẽ nhân bản bằng cách quay. Tạm thời chúng ta chưa nói với nhau về cái lệnh quay một cách chính xác, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dùng một cái võ gọi là võ mượn tâm đi nhá. Thì chúng ta sẽ làm như sau: chọn một cái vòng tròn đồng tâm ở phía trong, sau đó thì chúng ta giữ shift, chúng ta sẽ kéo lớn ra ngoài phía ngoài như thế này, nhân bản. Vậy thì bây giờ cái hình này với lại các hình tròn ở phía trong nó cũng đồng tâm với nhau. Đó. Bây giờ tôi sẽ chọn cái hình nhỏ này cộng với lại cái hình to này. Thì tạm thời hai cái nó sẽ gom vào với nhau thành một. Vậy thì tâm của cái bánh răng lẫn cái hình tròn này nó sẽ là tâm của hình tròn. Đó. Bây giờ tôi bấm chuột một lần nữa và tôi giữ phím Control, tôi kéo. Như các bạn nói là 30 độ đúng không ạ? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta phải kiểm tra lại xem có đúng 30 độ không đã, đúng không? Công đoạn gì? Đây, cái này là bị sửa rồi. Tôi sẽ thiết lập là nếu thế thì thành 30 độ luôn đi. Đúng không? Chả tội gì phải kéo nhiều. Vậy bây giờ chọn lại này. Chọn bánh răng này. Chọn với lại cái hình tròn này. Bây giờ tôi sẽ quay nó và bắt nó quay là mỗi một lần như thế là 30 độ. Ok, đến đây, chuột phải. Vậy tôi nhân bản một cái. Ctrl R cho tới khi nào mà nó hoàn thành được cái yêu cầu. Đến đây thì tôi sẽ giải quyết, giữ an, vẽ một cái để tôi hủy bỏ cái vòng tròn đi, tôi không cần nữa. Cái tôi cần là các bánh răng thôi, đúng không? Và bây giờ thì tôi sẽ chọn toàn bộ các cái này, giữ shift, trừ cái vòng tròn trong này ra, trừ cái này. Đến đây thì tôi đã lấy được những thứ tôi cần rồi. Và chúng ta sẽ hàn nó lại. Well, hàn lại. Thế nên bây giờ chúng ta sẽ có một cái bánh răng hoàn chỉnh, đúng không? Tiếp tục lặp lại cái thao tác.
lấy cái hình bên trong này giữ shape, tôi lại kéo lớn ra để tôi tạo một cái lớn hơn. Đến đây tôi sẽ sử dụng cái công cụ shape tool này và tôi kéo để tôi lấy một cái hình đại loại như thế này. Sau khi đến đây thì tôi mới lật lại để tôi lấy cái đúng rồi, đến đây thôi đúng không, và tôi lấy cái hình này để tôi cắt cho cái bánh răng này, thì chúng ta sẽ có được cái phần bánh răng mà chúng ta cần đó. Thế tiếp nữa thì chúng ta sẽ làm việc với lại cái phần này. Phần này thì tương đối đơn giản, tôi chỉ việc là sử dụng cái công cụ shape tool, tôi kéo đến đây và tôi đảo ngược lại cần nó dày bao nhiêu, các bạn gán cho tôi một cái đường viền nó dày bấy nhiêu vào đây. Ví dụ thế, và sau đó thì chúng ta sẽ tô màu cho nó. Đến cái hình này thì chúng ta quan sát, trước hết là nên copy lấy một cái hình mẫu đã, tại vì tất cả nó đều từ cái hình ở tâm mà ra, cho nên là chúng ta sau này nếu mà bổ sung hay là thêm đường dẫn các thứ thì chúng ta đều phải dùng cái từ, dùng từ cái hình đó để chúng ta triển khai. Bây giờ thì chúng ta sẽ xử lý tiếp như sau. Kéo cái hình này lên phía trên cho tôi. Đấy, đại loại đến đây, chuột phải, chúng ta nhân bản ra thành một hình, giữ shift, kéo tiếp đến đây. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chọn cả hai thằng này, chúng ta combine thì nó sẽ tạo ra một hình như thế này. Lấy hình này, chúng ta lần lượt chúng ta cắt cho những cái thứ mà chúng ta cần, đúng không ạ? Trim, cắt, giữ shift, chạy thẳng tiếp xuống đây, hướng vào cái phần mà chúng ta cần tiếp. Chọn tiếp hình này và hình này, cắt tiếp, hình trên chưa cắt rồi, nào cắt lại, giữ shift, nhớ giữ shift nhé, đừng để cho nó chạy lệch đi. Đến đây thì tôi không cần hai cái vòng này nữa rồi, bỏ đi. Chúng ta vẽ tiếp một đường nữa, xử lý để cắt cái thằng này. Đến đây thì gần gần ổn rồi đó. Vẽ tiếp một hình nữa để cắt tiếp vào trong này. Các bạn có thể tự vẽ hoặc đây, nếu không thì các bạn có thể được giới thiệu cái này, các bạn chọn lấy cái công cụ Arrow Sharp này, mở cái danh sách này ra, danh mục này ra, tìm một cái mũi tên hai chiều đi, thì các bạn vẽ một cái là các bạn sẽ có được cái mũi tên hai chiều. Trước tiên gióng hàng cho nó chuẩn đã, sau đó thì chúng ta mới chọn cái này, gióng để làm sao cho nó vừa vào cái hình chúng ta cần. Sau đó thì chúng ta Ctrl Q biến đổi nó thành cái hình bình thường đó. Lại lặp lại cái thao tác scale or stretch or scale node thu đều đó. Tương tự như vậy chúng ta sẽ làm tiếp với lại cái hình bên dưới, hoặc là nếu các bạn chọn được luôn ra một lần mà cả bốn cái điểm các bạn kéo luôn cũng được đó. Giữ shift, thu đều vào. Nếu mà các bạn thấy là muốn nhắc nó lên, nhắc nó xuống nữa, các bạn có thể chọn cả một cái cặp này, các bạn nhắc lên, nhắc xuống, các bạn điều chỉnh. Sau đó thì dùng chính cái hình này để các bạn làm sao cắt cho cái hình này. Thì đến đây các bạn có thể là hoàn thiện xong được cái hình thứ hai. Đấy là cái bánh răng rồi nhá, với cái hình này, với cái đường viền này. Tiếp nữa thì chúng ta sẽ xem xét tới cái yếu tố là cái lá này. Thì bây giờ chúng ta Ctrl V, chúng ta dán cái hình mẫu vào đó, chúng ta dán cái hình mẫu vào, và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái đường dẫn của cái cụm lá này nó sẽ chạy như thế nào. Thì chúng ta có một cái đường như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ vẽ
cái lá. Các bạn có thể đồ lại theo cái hình mẫu này hoặc là các bạn tự vẽ một cái lá thì tùy. Đó, bây giờ ví dụ như là chúng ta vẽ theo cái thằng này đi. Nhấn C, điều chỉnh. Đó, vậy là chúng ta có được một cái lá rồi. Bây giờ vẽ thêm một cái đường sống lá nữa. Bây giờ lá này group lại. Tương tự như vậy chúng ta sẽ vẽ thêm cái lá thứ hai. Nhấn C. Vẽ tiếp đường sống lá. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết bằng cách là chúng ta group, chúng ta chọn cả cái đống này và chúng ta group lại thành một đối tượng duy nhất thôi. Và trên nguyên tắc thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó chạy là theo cung, do đó thì chúng ta cũng sẽ lặp lại cái thao tác gọi là mượn tâm. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ một đường lớn hơn, lấy cái đường lớn hơn này cộng với lại cái nhóm lá này. Một khi cả hai cái cùng chọn mà nằm lọt lòng nhau thì nó sẽ chỉ chạy theo tâm của thằng to thôi. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ xử lý tiếp. Lúc này thì không cần phải theo cái lệnh kia nữa mà chúng ta sẽ kéo một cách gì đây nhỉ, thủ công thôi, chạy đến điểm chúng ta cần thì nhân bảng Ctrl R lặp lại. Đại loại là như thế này thì chúng ta sẽ có thể là xử lý được cái chùm lá này thôi. Cẩn thận ra thì các bạn kéo từng cái một rồi hãng nhân bạn nếu như mà nó có cái độ di dịch không đều. Thế còn đến đây ví dụ như là đây, tạm thời chúng ta làm đến đây đi. Đến đây rồi thì các bạn nếu mà muốn làm thêm cái lá ở đỉnh nữa thì các bạn có thể là vẽ thêm, hoặc nếu không thì các bạn có thể giải quyết bằng cách là giữ Ctrl, các bạn click riêng vào đây thì sẽ chọn được riêng một cái lá ở trong cái nhóm này, đúng không? Click thêm một lần nữa các bạn sẽ tạo ra được cái tâm quay đó, xoay nó. Nếu cần thiết nữa thì các bạn có thể là lôi kéo nó đi, nhắc lên nhắc xuống một tí theo cái tổng. Đại loại là như thế là chúng ta sẽ làm được cái lá của chúng ta, đúng không? Bây giờ nhấn an, vẽ chọn hết tất cả các cái đường mượn tâm ở phía ngoài. Đến đây thì chúng ta còn có một việc nữa thôi là chúng ta gõ chữ, đúng không? Bây giờ nhập cái chữ vào đây. Phương Nam, đó. Tôi có thể chọn một cái phông là phông Time. Size có thể là lớn lên một tí. Đấy, sau đó thì các bạn có thể là này, copy. Tôi chưa dạy một cái lệnh chính xác kia thì bây giờ chúng ta cứ vừa nãy chúng ta nói thế nào thì bây giờ chúng ta làm thế đã nhé. Đây, dán vào. Đó. Sau khi dán rồi thì chúng ta sẽ có cái chữ nó chạy vào bên trong này. Và bằng cách là trước hết là chúng ta sẽ lật nó đã nhé. Lật lên, lật xuống để cho nó chạy vào đúng cái chiều. Sau đó thì sử dụng cái công cụ Shape Tool các bạn là đây, cái này cũng được. Đây các bạn tốn cho nó trượt trên cái đường và sau đó thì các bạn kéo nó lui lên hay là kéo cho nó lật xuống thế này. Nếu mà trong cái trường hợp mà chúng ta muốn cho nó duỗi ra nữa thì các bạn có thể sử dụng công cụ Shape Tool này, kéo vào cái đường này để cho nó giãn cái chữ rộng ra. Đây. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ tô màu cho nó phù hợp với lại cái bài mẫu. Và chúng ta sẽ chọn riêng cái đường viền này, đúng không? Các bạn chuột phải vào đây thì các bạn sẽ hủy bỏ được đường viền của nó. Về cơ bản thì ở đây cái lệnh này thì chúng ta làm nó cũng hình như là chúng ta có một cái đoạn này làm lỗi ở đây rồi. Cắt nhầm phải cái thằng này. Đấy, nhưng mà
có một chút nhầm lẫn vào đấy, cái lại cắt là chọn nhầm cái trên này đấy. Thế và các bạn có thể là tô màu thêm vào cho cái thằng này đó. Đại loại nó sẽ là như thế. Thế thì ở đây chúng ta thấy là một cái hình trông nó cũng không đến mức phức tạp quá, thế nhưng mà chúng ta cũng phải vận dụng tương đối nhiều thứ để chúng ta vẽ ra nó, đúng không ạ? Từ các cái cái cách thức à, đây cái đoạn này là chúng ta vẫn còn sót một cái này. Xoay nhưng mà quên mất chưa nhận chưa nhận bảng nó. Cho cái lá đỉnh đấy, đại loại là như thế. Thế thì chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Lệnh gióng hàng này, lệnh nhân bảng này, lệnh quay đầu tâm này. Đấy, chủ yếu nhất ở trong này là cái trò mượn tâm. Đấy, cái võ của cái bài này là cái võ mượn tâm của thằng khác to hơn để không cần phải tính tâm xoay như thế nào nữa. Đấy. Khi một thằng bé đặt trong lòng thằng to thì thằng bé cùng chọn với thằng to thì nó sẽ dùng tâm của thằng to. Thế còn ở trong cái thao tác mà chúng ta tính ấy, thì chúng ta cũng có thể làm như thế này. Khi mà các bạn muốn một cái gì đó mà quay theo tâm của một thằng khác. Đấy. Ví dụ như vừa nãy tôi có yêu cầu là làm một cái mặt đồng hồ, đúng không? Đấy. Ví dụ đây là cái mặt đồng hồ, tôi cứ tạm lấy một cái hình tròn này. Bây giờ tôi muốn làm một cái kim để quay được ở trên cái này thì trước hết là tôi cần phải có một cái đối tượng để làm kim đã, đúng không? Thế trước hết là chúng ta sẽ gióng C để đảm bảo rằng là nó thẳng hàng. Bây giờ muốn quay cùng nhau thì chúng ta sẽ phải hoặc là mượn tâm hoặc là chúng ta phải tính toán được cái tâm để chúng ta gán cho nó. Tất nhiên là chúng ta có thể làm thủ công bằng cách là chọn cái đối tượng như này, sau đó thì chúng ta sẽ kéo cái thước để chúng ta gióng, để chúng ta xác định được cái tâm của hình tròn. Sau đó thì chúng ta sẽ làm cái thao tác cũng thủ công tiếp theo là chúng ta kéo cái tâm của cái kim, chúng ta gán về đấy đó. Ví dụ kim là đây, nếu mà thích nữa thì chúng ta có thể dịch cái kim dài lên cao lên đây nữa đó. Sau đó thì chúng ta sẽ dịch cái tâm để đảm bảo rằng là nó đồng tâm thì lúc này nó sẽ quay. Nhưng cách này là cái cách mà tương đối thủ công. Đấy, chúng ta có thể làm theo một cái phương pháp khác, có nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng hẳn một cái lệnh đi. Đây, thì lúc này thì tôi nói thêm về cái cách để mà lấy tọa độ tâm của một cái đối tượng nào đó. Thì để thực hiện cái việc này thì các bạn vào menu Object, trong menu Object thì các bạn tìm cho tôi tới cái lệnh Transformation. Hôm trước thì chúng ta đã làm việc với hai phần Order và Align, đúng không? Bây giờ chúng ta làm việc với phần cao hơn, đó là Transformation. Trong này nó cung cấp cho chúng ta một loạt các cái lệnh liên quan tới các thao tác Transform. Thì trong này các bạn sẽ có Position, Rotate, Scale Mirror, Size, Skew. Lúc này chúng ta đang cần là Rotate. Bấm vào Rotate thì nó sẽ mở ra cho các bạn một cái bảng thoại Transformation ở đây. Và bằng cách là nhấp chọn một cái đối tượng thì các bạn sẽ được cung cấp cái tọa độ của cái tâm quay của nó. Đây, X tọa độ tầng này và Y tọa độ tầng này. Bây giờ tôi sẽ copy lấy một trong các tọa độ đó, sau đó thì tôi gán cho cái đối tượng mới này bằng cách là bấm vào nó và tôi lại bôi đen ở đây, tôi dán cái tọa độ vừa copy của thằng tròn vào đấy. Tiếp tục lại bấm ra ngoài và lại chọn lại thằng tròn. Bây giờ lấy tiếp tọa độ thứ hai, copy và lại chọn lại cái kim đồng hồ. Sau đó thì tôi lại bôi đen tọa độ của cái kim đồng hồ và dán tiếp cái giá trị tâm thứ hai. Bây giờ các bạn quan sát này. Đây là tâm của hình tròn. Bây giờ tôi lại chọn lại cái kim. Đấy, thì bây giờ tâm của cái thằng chữ nhật cũng đã được dịch về đúng tọa độ mà tôi đã đo ra của cái thằng hình tròn. Sau khi mà chúng ta nhại các cái tham số chúng ta gán cho cái đối tượng kia thì bây giờ chúng ta đã có được một cái kim quay rất chuẩn theo cái mặt đó.
Tất nhiên việc bây giờ các bạn vẫn còn một cái vấn đề nữa là làm cách nào để tạo ra được cái bộ số, cái vạch số của 60 giây đấy một cách nhanh nhất và chuẩn xác nhất. Và cái bài thì đã đưa rồi, vậy thì chúng ta sẽ vẽ cho tôi thực hiện ít nhất trong cái buổi ngày hôm nay là gì, về hoàn thành cho tôi cái bài logo Phương Nam đấy là một. Thứ hai nữa là các bạn hoàn thiện cho tôi cái bài 10 và cái bài hai cái đồng hồ các chia đó. Trông thực ra thì nó rất là phức tạp nhưng mà nó lặp lại rất là nhiều, đúng không? Các bạn chỉ vẽ được một mẩu dây, các bạn nhân bản lật xoay đi thì nó sẽ có đầy đủ cái dây. Có cái mặt đồng hồ duy nhất là phải tự vẽ từ đầu đến cuối, còn cái dây trông phức tạp thế nhưng các bạn vẽ được một mắt, có nghĩa là tất cả mắt còn lại chỉ là nhân bản và xoay lật thôi. Đấy, thế thì hôm nay cái nội dung bài của chúng ta là như thế. À, các bạn về nhà cố gắng hoàn thiện tốt cái bài cho tôi.